Thôi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì cũng đã lâu rồi, thì cũng có rất là nhiều bạn kêu mình mua cá beta về nuôi các bạn. Đó thì do lúc trước tình hình dịch nó còn căng thẳng quá nên mình không có đi đâu mình mua cá beta được các bạn. Đó thì đến hôm nay thì có một một bạn đồng nghiệp á, làm chung với cái cơ quan của mình á, công ty của mình á, thì có nuôi cá beta. Đó thì bạn này đã tặng cho mình ba con cá beta. Đó, ba con cá này nha các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, đây là một con nha. Đó, còn đây một con nữa thì mình sẽ quay từ từ con cho các bạn xem nha. Đó, chút giờ mình sẽ rút cho nó kè luôn. Đó, rút cho nó kè cho các bạn xem luôn. Đó, bạn thấy không? Cá beta này dòng dòng red nha các bạn. Yeah, red galaxy gì nè. Đó, dòng đỏ mình thích nuôi mấy dòng đỏ nữa các bạn. Nhìn nó rất là đẹp. Đó, bạn thấy nó kè không? Kè con kế bên nè, để mình đưa cái máy qua đây nha. Máy hơi rung. Đó, icon nha bạn. Đó, bạn thấy không? Icon khá là đẹp luôn, con nào cũng lên 7 Galaxy đó nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Đẹp đi chưa? Đó, dùng Red Galaxy nha các bạn. Đó, thì này là hai con. Đó, còn một con nữa, chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem luôn. Cái con kia thì mình chưa có hồ kính mình nuôi á, thì mình bỏ vô cái hộp á, cái hũ á, thì nuôi cái hũ nó cũng chưa được đẹp lắm các bạn. Đó, cá này như mà cái bạn của mình đó là như mua là 50k một con các bạn. Đó, các bạn thấy cũng rất là khá là rẻ ha. À, cũng khá là đẹp luôn hả các bạn ha. Đó thì do cũng lâu quá rồi, lúc trước mình cũng nuôi cá beta một thời gian rồi. Đó, do đợt trước ở nhà mình bị người ta vô ta phun thuốc các bạn, nên cá của mình nó bị chết á. Nên lúc đó mình cũng buồn mà nó cũng nuôi cá beta nữa. Thì đến đến năm nay thì cũng còn cũng khá là nhiều bạn kêu mình nuôi cá beta lại á. Đó thì hôm nay mình nuôi cái cá beta lại nha các bạn. Đó thì trước mắt mình nuôi trước bộ ba con cá trống ha. Đó thì bạn bạn của mình nói là cũng đang tìm cho mình mấy con cá mái nữa. Đó thì để mình lấy cá mái mình ép luôn, mình là cho cá beta nó sinh sản luôn. Đó, đó mình sẽ làm video cho bạn xem ha. Đó thì trước mắt mình chỉ có ba con cá trống này thôi, bạn thấy không? Đó, hai con cá trống này rất là đẹp luôn ha. Đó, màu lên vảy kìa. Đó, những cái vảy Galaxy là những vảy trắng chấm 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 các bạn. Đó, những cái vảy đó mà mình có cái đèn led mình chiếu vô thì nó ánh lên cái vệt sáng lên nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đó, hôm trước mình cũng nuôi cá beta cũng nhiều lắm, nhưng cái đợt đó mình bị người ta vô phun thuốc mũi á, lúc đó mình không có ở nhà nên cá beta của mình bị chết. Đó thì lúc đó mình cũng rất là buồn nên mình không có nuôi lại nữa. Đó thì đến hôm nay thì cũng có nhiều bạn nữa kêu mình nuôi cá beta thì mình đã đem về ha. Đó, mình hôm nay mình được tặng ba con. Đó bạn thấy không, ba con cá này rất đẹp luôn hả bạn ha. Đó, lên vảy kìa, cá đẹp luôn ha. Đó thì còn một con nữa, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một con luôn nữa nha. Đây, con này thì mình nuôi trong cái hũ đó các bạn, thì cái hũ nó hơi chày nhìn nó không có được đẹp. Đó bạn thấy không, con này cái tai bơi nó cũng đỏ luôn nè. Đó, khá đẹp luôn hả bạn ha. Đó, con nào cũng nhìn cũng ngầu ha bạn ha. Đó, vàng bệnh rồi ra những cái chấm galaxy á. Đó, nhìn cũng rất là ngầu ha, con nào nhìn cũng đẹp ha bạn ha. Do tại cái hũ này thôi. Đó thì mai mốt là mình sẽ kiếm thêm một cái hồ kính nhỏ nhỏ giống như hai con bên đây nữa. Đó mình để bỏ nó vô nhìn nó đẹp hơn các bạn. Lúc đó nó kè nhìn đẹp hơn. Đó, ha bạn ha. Đó thì giờ mình đưa máy qua cái con này đi, cái hũ ở đây nhìn nó cũng đẹp ha bạn ha. Đó. Các bạn thấy không, khá là đẹp luôn ha. Đó, hai khăn hoàng nó đỏ ghê luôn các bạn. Cá này thì bự hơn cá lê thia đồng của nhà mình. Đó, cá lê thia đồng của nhà mình thì mấy con to mình cũng đã tặng hết rồi. Đó, cũng hết cá lê thia đồng con to rồi, còn mấy con nhỏ rồi à. Đó, mấy con cá con bữa cá bột mình ép đó các bạn, thì đến nay cũng nó cũng đang lớn lên. Đó, có nhiều bạn kia mình quay lắm thì để hôm nào nữa mình cho nó lớn lên chút nữa đó, có nhiều có màu rồi đó, đó là mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nuôi cá beta trở lại. Đó, sau này mình sẽ mua cá mái ha, hay mình được tặng cá mái gì đó thì mình sẽ ép. Đó, mình ép ra cá beta con, cá beta bột rồi đó. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem về nhiều cái video gì cá beta hơn ha các bạn ha. Đó, này mình quay gần con cá beta cho các bạn xem nè. Đó, bạn thấy không? Màu nè, khá đẹp luôn các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Màu nè, khá to nha các bạn. Cá beta này khá to rồi.
Cá này là có thể ép được rồi các bạn nha các bạn. Đó thì để bạn mình tặng thêm mình cho mình mấy con cá mái nữa, mình sẽ ép liền luôn. Đó, các bạn thấy không? Mấy con cá này khá to rồi, trưởng thành luôn rồi các bạn. Size này size trưởng thành luôn rồi. Đó, nhìn rất là to luôn các bạn. Còn bên đây cũng vậy luôn. Đó, những cái chấm Galaxy nhìn đẹp quá các bạn ơi. Lâu quá mình không có nuôi lại cá beta nên nay nuôi lại nhìn hấp dẫn quá. Đó, sắp tới mình cũng sẽ làm nhiều video về cá beta nha các bạn. Ha. Đó, còn đây là hai con đang kè nè các bạn. Đó, hai con này cái tai bơi nó không có đỏ bằng cái con kia, nhưng mấy con kia thì mình bỏ vô cái hộp thì nhìn không được đẹp, nó hậu quá các bạn. Đó, nên mình không có quay con kia nhiều cho các bạn xem được ha. Tại cái con kia nhìn cái trong cái hũ á, nhìn cái nó cái mờ cái màn hình lắm, nó không được đẹp hơn hai con này. Ăn này mình bỏ vô hồ kính nó nhìn nó được hơn, tương đối hơn, nhìn đẹp hơn các bạn ha. Đó, bạn thấy không? Hai con đang kè. Đó, ủa nó cắn. Nó cắn. Thật sự là nguy hiểm nha các bạn. Nếu mà các bạn mà cho nó kè lâu quá thì nó sẽ cắn giống như hai con nó đá nha các bạn. Thì giống như nó cắn vô cái hành kiến á thì sẽ hư mỏ nha các bạn. Đó. Mình chỉ cho nó kè tương đối thôi. Đó. Đó, nhìn khá đẹp luôn ha các bạn ha. Đó, hai con nè. Quá đẹp luôn ha. Đó, cái con này thì cái màng nó hơi trắng. Đó. Cá beta này nuôi cá bột thì nó thời gian nó lột ra nhiều rồi, có nhiều con nó không có lột được các bạn. Ta kêu cá gì cá cello gì. Nó không ra màu các bạn. Đó, thì cá beta nó không phải giống cá sim ha. Nó trong thời gian nó lớn lên từ cá baby tới cá trưởng thành thì nó lột cũng như mấy lần các bạn. Em mình tìm hiểu á thì nó lột cũng khoảng mấy lần á. Đó, thì bạn nào có kinh nghiệm về cá beta nhiều thì chia sẻ thêm cho mình nha. Đó, mình thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Thì đợt trước mình chỉ nuôi cá trống thôi, mình ép được một bầy. Nhưng mà do mình chưa kinh nghiệm á thì được có mấy chục con à. Đó, có nhiều. Đó. Đợt này mình quyết tâm mình chơi lại cá beta ha. Đó, mình sẽ chơi lại cá beta rồi mình sẽ làm nhiều cái video về cá beta hơn ha các bạn ha. Đó, bạn nào đồng ý với ý kiến của mình thì comment cho mình biết nha. Đó, mình sẽ làm sản xuất nhiều video về cá beta hơn nữa. Đó, bạn thấy không? Nhìn cũng khá đẹp ha bạn ha. Quá đẹp luôn chứ. Đó. Đây mình quay sát thêm một cái con này nữa cho bạn xem nè. Nãy mình quay sát cái con kia thôi. Thôi nhưng mà nó lại thu kia nó kè. Đó, mình để cho nó lại gần đây nó kè cho bạn xem. Đó, bạn thấy không? Những cái vảy Galaxy các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Ánh lên cái màu của nó, màu đỏ mà những cái vảy chấm vảy Galaxy nữa thì nó ánh lên cái màu rất là đẹp ha các bạn ha. Đó. Nãy giờ nó kè cũng khá là lâu rồi. Và máy bay nó bay ngang nhà mình, để mình ngưng máy xíu nha các bạn, để nghe tiếng ồ đó. Đó. Thì giờ nãy như mình nhìn cái con này thì một bên cái tai bơi nó một trắng mà một bên nó đỏ đỏ các bạn. Để nó quay qua đây cho bạn xem nha. Đó, nãy là nó mình tưởng nó là hai cái tay mình trắng đó đó, bạn thấy không? Cái tay bên đây thì nó hơi đỏ, bạn thấy không? Đó, cái cọng rong nó trôi. Rong này mình bỏ vô để mình trang trí, để mình quay cho đẹp video các bạn. Chắc chút xíu nó mình lấy ra, cái hồ nó hơi chật. Đó, bạn thấy không? Khá đẹp luôn ha. Đó thì chắc cũng vài bữa nữa thôi. Vài bữa nữa thôi thì bạn mình sẽ gửi cho mình những cái con cá mái. Đó, mình sẽ làm một cái video mình ép cá beta luôn. Đó, quá trình mình ép cá beta cho các bạn xem. Mà mình cũng chưa biết là mình nên ép con cá trống nào đó các bạn. Đó, bạn nên góp ý với mình coi con cá trống nào đẹp ha các bạn ha. Đó, con cá trống này cá trống thứ nhất nè, cá trống bên kia cá trống thứ hai, với con cá trống ở trong cái hộp là cá trống thứ ba ha. Bạn nào thích góp ý cho mình nè, nên ép con cá trống nào trời đẹp ha. Đó, cá trống này cá trống thứ nhất nè. Đó, còn con này con thứ hai nữa nha các bạn. Mình quay con thứ hai cho các bạn xem. Đó, con thứ hai bên đây nha. Đó, bạn nào có ý kiến thì góp ý cho mình. Đó, còn con thứ ba là cái con trong cái hũ. Đó, hũ nhựa các bạn. Con đó thì trong cái hũ này thì nó không đẹp. Đó, con này thì mình thấy cái con này đẹp hơn các bạn. Đó, nó cũng hăng hơn mấy con kia. Đó, mình định là cho cái con này ép nè. Đó, lấy cái con này mình ép. Đó, sau khi mình có cá mái thì mình lấy con này mình ép. Đó, bạn thấy con này không? Khá đẹp luôn ha. Đó, thì cái video hôm nay ha là do cũng có khá nhiều bạn kêu mình đó là mua cá beta về nuôi cũng khá là lâu rồi. Đó, thì đến hôm nay mình mới có được cá beta do một người bạn đồng nghiệp của mình làm chung với công ty của mình á, tặng cho mình ba con. Đó, thì ba cá trống. Đó, thì trước mắt mình về mình nuôi ba cá trống trước, rồi sau này bạn mình sẽ tặng cho mình thêm mấy con cá mái nữa. Đó, tặng cho mình thêm mấy con cá mái nữa thì mình sẽ ép cá beta. Đó, mình sẽ quay thêm những cái video về cá beta cho các bạn xem ha.
Đó thì bây giờ mình sẽ đi lấy đồ thức ăn cho mấy con cá ăn với mình cho nó nghỉ mệt nữa các bạn. Chứ nãy giờ nó kè cũng khá lâu rồi. Đó, rồi mình xin kết thúc video ở đây nha. À, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.